Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của MC Diễm Quỳnh, bóng hồng quyền lực của đài truyền hình Việt Nam. Diễm Quỳnh là một trong những MC nổi tiếng của đài truyền hình, sở hữu gương mặt ưa nhìn, đôi mắt biết nói, nụ cười tỏa sáng cùng với chất giọng ngọt ngào. MC Diễm Quỳnh được nhiều khán giả yêu mến. Hiện tại mặc dù không xuất hiện dày đặc với vai trò là MC truyền hình như trước, nhưng tiểu sử MC Diễm Quỳnh vẫn luôn được nhiều khán giả quan tâm. Diễm Quỳnh sinh năm 1972, tên khai sinh là Đặng Diễm Quỳnh, là nữ phóng viên, biên tập viên, MC. Cô từng dẫn chương trình cho game show như Trò chơi âm nhạc, giai đoạn những năm 2000, tạp chí MTV, làm giám khảo cho cuộc thi cầu vồng, series tìm kiếm MC của đài VTV, phó trưởng ban thanh thiếu niên đài truyền hình VTV6. Hiện cô đang là giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình VFT của đài truyền hình Việt Nam. Diễm Quỳnh là một trong những MC nổi tiếng của đài truyền hình, sở hữu gương mặt ưa nhìn, đôi mắt biết nói, nụ cười tỏa sáng cùng với chất giọng ngọt ngào. MC Diễm Quỳnh được nhiều khán giả yêu mến. MC Diễm Quỳnh chính là con gái của nhà ngoại giao nổi tiếng Đặng Nghiêm Hoành. Ít ai biết, nữ MC xinh đẹp của chúng ta được đích thân nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan ngỏ ý mời về làm việc tại Bộ Ngoại giao khi cô còn đang là một du học sinh ở Trung Quốc. Tuy nhiên, định mệnh lại khiến Diễm Quỳnh trở thành người của đài truyền hình VTV. Và cho đến thời điểm hiện tại, hình ảnh một cô MC xinh đẹp, linh hoạt tràn đầy năng lượng, giọng nói ngọt ngào, lối dẫn dắt thu hút của đài truyền hình vẫn gây dấu ấn sâu sắc cho đông đảo khán giả mỗi khi xuất hiện. Không những xinh đẹp duyên dáng trên màn ảnh, MC Diễm Quỳnh còn là một trong những MC có thành tích học tập đáng nể của đài truyền hình. Năm 1972, Diễm Quỳnh tốt nghiệp khoa văn trường Amsterdam, Hà Nội. Đến năm 1997, sau nhiều năm theo học tại Trung Quốc, nữ MC xinh đẹp đã xuất sắc tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Từng được mời về công tác tại Bộ Ngoại giao, nhưng vì đam mê của mình, nữ MC đã quyết định làm việc tại đài truyền hình VTV. Đến nay, cô được nhiều người biết đến với danh nghĩa là một MC kỳ cựu của đài truyền hình. Hình ảnh cô MC duyên dáng được khán giả biết đến qua các chương trình, tạp chí MTV, chương trình truyền hình trực tiếp Trò chơi âm nhạc. MC Diễm Quỳnh không còn xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình cho đài truyền hình nữa. Cô lui về làm những công việc hậu trường và đảm nhiệm vai trò chức giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC. Công việc này giúp cô có thêm nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Từng là một trong những MC kỳ cựu nổi tiếng nhất tại Việt Nam, nhưng quan niệm của MC Diễm Quỳnh hoàn toàn bình dị. Cô cho rằng MC cũng là một nghề bình thường như bao nghề khác, không nên lý tưởng hóa hay thần tượng quá mức. Không phải bất cứ ai nổi tiếng cũng đều giỏi. Với vai trò là một giám đốc như Diễm Quỳnh, rất ít khi xuất hiện với vai trò là một người dẫn chương trình truyền hình. Thời gian đầu khi không còn lên sóng, nhiều khán giả tỏ ra thắc mắc về nguyên nhân này. Thậm chí có người còn đồn thổi nữ MC bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Có người lại cho rằng cô không còn làm việc tại VTV nữa. Và câu trả lời chính xác có thể thấy qua những ý tưởng mới lạ mà Diễm Quỳnh mang đến cho các chương trình truyền hình tại VTV6. Ngoài Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan, Anh Tuấn thì MC Diễm Quỳnh cũng là một trong những MC kỳ cựu của đài truyền hình VTV. Tuy nhiên, ít ai biết nữ MC xinh đẹp duyên dáng này đã có gia đình và một cô con gái. Chồng nữ MC hơn cô 4 tuổi và hiện đang là một kiến trúc sư. Cả hai về chung một nhà kể từ khi Diễm Quỳnh đặt chân vào làm việc tại VTV. Khi đặt chân vào VTV, Diễm Quỳnh cũng được nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan mời về làm việc tại Bộ Ngoại giao. Nhưng thời gian đó, Diễm Quỳnh đã từ chối và quyết định cộng tác với đài truyền hình VTV. Được biết, đây cũng chính là một phần quyết định từ Đức Lang Quân của mình. Thậm chí anh còn đến tận nhà sếp tương lai của MC Diễm Quỳnh để quan sát sếp cho đến khi vợ được nhận vào làm việc, anh mới yên tâm. Trong những lần hiếm hoi nhắc về gia đình, Diễm Quỳnh nhấn mạnh rằng mình là một người may mắn khi có một người chồng tốt, luôn sẻ chia tạo động lực để cô duy trì đam mê. Dù hoạt động trái ngành nghề, nhưng ông xã Diễm Quỳnh không bao giờ sợ lép vế với vợ. Anh thích bà xã đạt được những thành công nhờ khả năng của bản thân và không bận tâm đến sự nổi tiếng. Do đặc thù công việc phải thường xuyên đi công tác xa nhà, song chưa bao giờ Diễm Quỳnh phải gặp phải phiền phức, trở ngại khi luôn được ông xã hỗ trợ vun vén tổ ấm, chăm sóc con gái. Hiện nay, với vai trò là nhân sự cấp cao của VTV, Diễm Quỳnh hiếm khi xuất hiện với vai trò MC như trước. Tuy công việc có phần vất vả, nhưng Diễm Quỳnh hạnh phúc chia sẻ. Với công việc mới này, cô có nhiều thời gian hơn cho gia đình, ông xã và cô con gái đáng yêu của mình. MC Diễm Quỳnh đã có một bé gái 12 tuổi tên là Hồ Diễm Quỳnh Phương. Đối với nữ MC, gia đình đối với cô là số 1. Cô có thể sẵn sàng từ bỏ công việc để chọn gia đình, vì gia đình chính là nền tảng để cô tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Nói về chuyện sinh con ở tuổi 45, Diễm Quỳnh cho hay đây thật sự là một điều bất ngờ đối với chị. Thú thực, mang bầu em bé thứ hai thực sự là một điều bất ngờ đối với cả vợ chồng tôi và gia đình tôi. Thậm chí, tôi còn chẳng có sự chuẩn bị gì.
Em bé nhỏ như một món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho gia đình tôi. Mỗi buổi tối, tôi và chồng thường tranh thủ, dành nhau xem ai là người quyền lực và thu hút hơn đối với em bé thứ hai này. Thật sự, đối với một bà mẹ 45 tuổi và một ông bố gần 50, khi có một con búp bê thì rất là thích. Chứ thú thực, khi mới tầm 30 tuổi, nhắc tới chuyện sinh thêm con, cả hai vợ chồng đều lắc đầu nhìn nhau ngán ngẩm. Chia sẻ với phóng viên, Diễm Quỳnh cho hay, ở thời điểm hiện tại, việc vừa làm một bà mẹ bỉm sữa, vừa là lãnh đạo một kênh truyền hình lại giúp chị có được cân bằng trong cuộc sống. Thú thực bây giờ, khi có một em bé, cuộc sống của tôi rất khác khi tôi làm MC, sinh con lần đầu tiên, bởi trước đó tôi còn quá trẻ, việc sắp xếp cân bằng công việc và cuộc sống chưa được tốt, lại chưa có kinh nghiệm nuôi con. Nhưng bây giờ thì tôi làm tốt hơn rồi, thời gian sinh con, tôi nghỉ công việc hoàn toàn, dành toàn bộ thời gian cho con. Suốt thời gian đó, tôi không hề vướng bận chuyện công việc nên có cảm giác như mình được sạc lại pin. Và khi trở lại với công việc, cảm giác rất hào hứng. Bây giờ một ngày làm việc của tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 7 giờ tối. Công việc rất căng thẳng và nặng, nhưng nó giúp tôi quên đi những lo lắng, vất vả của chuyện bỉm sữa. Và đến tối, khi về nhà ôm đứa nhỏ, ngắm nhìn nó chơi những trò chơi của đứa bé 9 tháng. Tôi bỏ được nỗi lo về công việc, về các dự án. Thành ra thời điểm này tôi cảm thấy hai luồng hồn năng lượng, từ công việc và gia đình đang hỗ trợ lẫn nhau, giúp tôi cân bằng được cuộc sống và sống ý nghĩa hơn. Diễm Quỳnh cũng chia sẻ, người giúp chị chăm sóc em bé lại chính là cô con gái lớn, năm nay đã 18 tuổi và một bác giúp việc, có sự hậu thuẫn của con gái lớn, yên tâm công tác hẳn. Hiện tại khi tôi đi làm thì có cô con gái lớn đang học đại học cùng một bác giúp việc trông em bé. Tôi nghĩ khi có thêm một em bé nhỏ, cô con gái lớn của tôi trưởng thành hơn hẳn. Khi tôi đi làm về, cơm nước đã nấu xong, nhà cửa cũng đã được dọn dẹp, em bé cũng được cho ăn rồi. Con gái lớn thường xuyên gọi điện thoại cho tôi để hỏi, mẹ ơi, hôm nay mẹ muốn ăn gì để tự nấu cho tôi ăn. Trước đây thì tôi không có được niềm vui thế này. Thế nên tôi mới nói rằng thời điểm này tôi nhàn hơn khi mới sinh con đầu lòng rất nhiều. Thời ấy tôi vừa lo trông con, vừa lo chuyện chợ búa cơm nước công việc và đặc biệt là nỗi lo về chuyện phải son phấn quần áo để lên TV. Nhưng bây giờ nỗi lo ấy không còn nữa, tôi cũng chẳng còn phải bận tâm chuyện lên TV nữa rồi. Có béo một chút cũng chẳng sao. Theo thông tin từ VTV, từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, nhà báo Diễm Quỳnh sẽ đảm nhận chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình VFC của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đó, cô giữ chức trưởng ban thanh thiếu niên VTV6. Thông tin này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến Diễm Quỳnh khi cô đảm nhận chức vụ mới. Trao đổi với Thanh Niên, nhà báo Diễm Quỳnh xác nhận thông tin này, song cô từ chối chia sẻ thêm. Chúc cho Diễm Quỳnh luôn thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.